Khi dòng máu sói thức dậy, gió bão sẽ càn quét khắp thảo nguyên, đem truyền thuyết của tổ tiên đến với vinh quang. Và loài sói trên thảo nguyên lại tiếp tục tung hoành. Bộ lạc Thương Lan lấy những con sói khổng lồ là vật tổ, bọn họ tín ngưỡng, sùng bái loài sói. Đời đời cùng loài sói cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau săn bắn. 300 năm trước, một dũng sĩ đến từ bộ lạc Thương Lan đoạt được mặt nạ bất hủ, thống nhất thảo nguyên. Trải qua 300 năm, liên minh các bộ lạc của thảo nguyên lại sụp đổ, mà bộ lạc Thương Lan cũng không còn huy hoàng của năm đó, bị các bộ lạc khác xua đuổi về phía tây của thảo nguyên. Gần đây, trên thảo nguyên lại lưu truyền một truyền thuyết. Một chiến binh với sức mạnh của cự lang đã giải phóng sức mạnh của sự bất tử và trở thành chủ nhân của thảo nguyên. Năm Chalmers được 14 tuổi, bộ lạc Nhâm Hùng tấn công bộ lạc Thương Lan. Khi Chalmers bị một dũng sĩ của bộ lạc Nhâm Hùng truy sát, có một thương nhân Nguyệt Luân tên là Aegis đã cho Nguyệt Luân đấu sĩ cứu hắn. Theo cầu của Chalmers, Aegis đưa cậu ấy về Nguyệt Luân quốc và huấn luyện cậu ấy thành một chiến binh. Chalmers muốn thông qua huấn luyện và chiến đấu làm cho mình mạnh mẽ hơn, để báo thù cũng như là trùng tu lại vinh quang của Thương Lan bộ lạc. Bà của Chalmers là Satuya, đại vu của bộ lạc Thương Lan. Thực chất là một tộc nhân ẩn tộc tên là Hoàng Nguyệt. Bà rất yêu thương Chalmers và được người trong bộ lạc kính nể. Cho đến một ngày, một đại vu khác của bộ tộc Tinh Lộc tìm đến bà. Hóa ra người đó là vua Trần đang cải trang. Hắn đến theo chỉ thị của Vạn Tượng mời Hoàng Nguyệt về Tù Quật Châu. Hoàng Nguyệt không đồng ý nên đã giao chiến một trận ra trò với vua Trần. Có đôi lúc chiếm thế thượng phong, nhưng trong một khoảnh khắc lơ là, Hoàng Nguyệt bị phi kiếm âm dương của vua Trần đâm xuyên bụng. Hơn 10 ngày sau, bộ lạc Thương Lan truyền ra tin dữ, đại vua Satuya đã qua đời. Khi Chalmers biết được tin, anh đã lên đường đi tìm chân tướng về cái chết của bà. Liệu Chalmers có tìm được, có báo thù được cho người bà của mình? Và liệu có tìm được vinh quang của Thương Lan bộ tộc hay không? Hồi sau sẽ rõ nha. Tủ quán Naraka nhận các hình thức nạp Steam như sau: nạp code có liền, nạp chậm với giá chiết khấu cực cao. Tủ quán còn nhận nạp trên các nền tảng khác: NetEase, Epic, Xbox và PS5. Các vị bằng hữu nào có nhu cầu nạp Naraka để trải nghiệm game thời trang đỉnh cao thì vui lòng nhắn cho fanpage của tủ quán nha. Link mình để dưới phần mô tả. Đã tạ chưa vị? Xin chào 10 ngàn anh hùng hào hán quay trở lại với tủ quán Naraka. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với series combo với kỹ năng ép của tướng. Và vị tướng hôm nay của chúng ta là Cat Chalmers. Đầu tiên, khởi đầu với trường kiếm. Chuột phải, shift chuột phải. Nhớ là đè phím S trước, rồi sau đó nhấn shift. Rồi nhấn chuột phải thì đòn này mới mượt. Áp dụng cho tất cả các combo sau nha. Sau đòn Minston thì C chuột phải để hất lên. Nhanh tay quy móc dây xuống đất. C chuột phải để hất lên tiếp. F để chọi cát. Rớt rớt thì các bạn lặp lại combo Minston. Chuột phải xíu chuột phải. C chuột phải để hất lên. Quy móc dây xuống đất. C chuột phải để hất lên tiếp. Chuột trái trên không. Nhảy thấp chuột trái. Chuột phải. Katana thì Minston bằng chuột trái nha. Chuột trái xếp lùi chuột trái. C chuột phải để hất lên. Nhanh tay quy móc dây xuống đất. C chuột phải để hất lên tiếp. Khúc này nhớ đè phía W. Vừa đè W vừa nhấn chuột trái trên không. F để chọi cát. Lặp lại chuột trái xếp lùi chuột trái. C chuột phải để hất lên. Nhanh tay quy móc dây xuống đất. Rồi tụ lực chuột phải thôi. Hoành đao thì combo y chang như katana nha. Song đao. Cũng vào đòn bằng chuột trái. Sau đó C chuột phải để hất lên. Quy móc dây xuống đất.
chuột phải chém một cái rồi ép chọi cát. Vào đòn bằng chuột trái, sẽ chuột phải hất lên, quỳ bóp dây xuống đất, rồi tụ lực chuột phải. Xong kích thì các bạn ra đòn cũng y chang như song đao nha. Thương. Cũng vào đồng bằng chuột trái, sẽ chuột phải hất lên, sau đó ép để chọi cát. Cái địch đang dính cát thì các bạn hãy tụ lực đâm xoay thương. Được hai vòng thì sẽ chuột phải hất lên, chuột trái trên không, nhảy tháp chuột trái, chuột phải. Hoặc các bạn có thể khởi đầu bằng tụ lực đâm xoay thương, được hai vòng thì hất lên, sau đó chọi cát, rồi lặp lại combo trên. Đối với trường côn thì cũng như thương, khởi động bằng chuột trái, xong hất lên, chọi cát, rồi tự lực đập côn. Hoặc có thể tự lực đập côn trước. Khi gần hết đoạn vàng thì các bạn nhảy thấp, rồi chọi cát, sau đó tụ lực đập còn tiếp. Da găm thì không có đòn mi-stun để hất lên, vì vậy tụ lực chuột trái luôn để hất lên nha. Chuột trái hai lần trên không, rồi chọi cát. Sau đó tụ lực chuột trái. Chuột trái hai lần, nhảy tháp chuột trái hai lần, chuột phải. Hoặc sau đòn chọi cát có thể thử với tụ lực chuột phải nha, mặc dù bị giảm bớt sức mạnh một chút. Đối với quạt thì bằng cách nào đó các bạn ra đòn quạt gió, đánh thường rồi xiết chuột trái. Kẻ địch mà trúng gió thì hãy nhanh tay xê chuột phải hất lên, chuột trái hai lần trên không, rồi chọi cát. Khi kẻ địch dính cát thì xê chuột phải hất lên, rồi nhanh tay quy móc dây xuống đất. Vừa chạm được kẻ địch thì tụ được chuột phải. Côn nhị khúc thì hãy vào đòn bằng chuột trái, sẽ chuột phải hất lên, chuột trái trên không, rồi chọi ép. Cây địch dính cát thì các bạn có thể đánh mi-stun 2 lần, chuột trái xếp tiến tới rồi chuột trái, sẽ chuột phải hất lên, chuột trái trên không, nhảy tháp chuột trái, chuột phải. Hoặc nếu bạn có đủ 4 tầng long hổ công, thì sau khi chọi cát thì hãy ra đòn mạnh nhất,
Long hổ đấu, tụi lực chuột phải 2 stack nha. Với đại đao và trả má đao thì hãy tụ lực để nhử đối phương ra đỡ đòn. Sau đó C chuột phải để hất lên. Chọi cát rồi ra đòn tụ lực 3 stack. Đại đao thì tụ lực chuột phải, còn trả má đao thì tụ lực chuột trái. Và ở trên là câu chuyện về thỏ nhỏ của anh chàng Thelmus cùng với liên chiêu kỹ năng của anh ta. Nếu chưa vị bằng hữu thấy thích, đừng quên nhấn thiệt mạnh nút like, subscribe và chiếc chuông nhỏ nhỏ để ủng hộ tụi quán nha. Đa tạ chư vị. Cáo từ.